Hôm nay em về với cái loại móc inox để treo hoa lan. Đây là những cái móc inox có hai cỡ. Cỡ này em đo được hình như là dài 20 này, 40, 60. Cỡ này gần mét các bạn, tầm khoảng 90 đấy. Móc inox cho lan thì đây được đan rất là cẩn thận. Một cái như này là 10 cái. Còn một cái cỡ nó nhỏ hơn, ngắn hơn. Đây. Cỡ này nó ngắn hơn cỡ này. Và cái móc nó cũng bé hơn. Thực ra là những người sản xuất thì họ thì sản xuất ra nhưng mà họ tính theo cái nặng nhẹ thôi. Cái nặng thì đắt hơn và cái nhẹ thì rẻ hơn. Loại móc inox này em bán là 9.000 một cái này. Móc dài này. Móc này có thể treo được một cái chậu lan nặng khoảng 10 cân các bạn. Các bác sẽ không phải lo lắng cái vấn đề nó sẽ bị há cái mồm ra nó rơi chậu xuống. Còn cái móc nhỏ này thì chịu nặng nó ít hơn. Ưu điểm của móc inox so với móc sắt, móc kẽm thường thường là móc kẽm thì trung bình là nửa năm là nó han. Cái nước kẽm thì sau khi trong quá trình tưới nước nó sẽ chảy xuống chậu lan thì thường thường lan nó hay bị cháy dễ. Còn móc inox này thì có thể không bị cái điều đấy. Loại dài em bán 9.000, còn loại ngắn em bán là 4.000. 4.000 thôi nhá. Còn nếu mà các bác sử dụng móc kẽm thì cũng được, nhưng mà sử dụng cho những cây thông thường thì ok lắm. Còn những cái đắt tiền thì em nghĩ là các bác nên sử dụng cái móc inox này. Những người đắt tiền thường thường nếu mà nó có vấn đề điều kiện xảy ra mà nó không như mong muốn ấy, cây nó bị chết thì tiếc hơn là những cây rẻ rẻ. Còn thường những cây trồng đơn giản như là đen dâu hay những cây đùi gà hay những cây bình thường thì mình có thể sử dụng móc treo bình thường. Tuy nhiên thì móc inox này nó còn đảm bảo nữa là ở xuôi thì các bác thường thường là diện tích hẹp hay treo ở những cái nhà thì ở treo ở trên, còn ở dưới thì mình vẫn sinh hoạt, thì mình sử dụng móc inox này thì nó sẽ an toàn cho trẻ nhỏ hoặc cả người lớn nữa. Vì nếu điều kiện bình thường tự nhiên thì không nói, nhưng mà mưa gió bão nó bật thì nó có lắc lơ thì là nó sẽ bị rơi chậu xuống, thì chậu lặng thì sẽ gây nguy hiểm cho người. Em có những cái kẹp to, kẹp bỏ kẹp to này 70.000 một trăm cái này, có kẹp nhỏ là 50.000 một trăm cái. Nếu lấy cả túi thì rẻ các bạn, lấy cả túi, một cái túi này có 400 thôi, một túi kẹp to này, còn một túi kẹp nhỏ này có 300. Trọng lượng của nó là gần 1 cân, nó là 9 nặng rưỡi. Chả biết nó nhà sản xuất nó tính kiểu gì nó cho không đủ 1 cân. Em cân thử không đủ. Còn que kẹp hồ điệp này em bán là 50.000 một cân. Que cắm hồ điệp 50.000 cân thôi. Phân trắng Nhật. Đây, em bán là 140 một túi này. Cái này chuyên sử dụng cho lan đột biến này. Lan thường cũng cho vào được. Một túi nó là 5 nặng. 1 cân là 280. Đây là xích ngọc trắng. Đây, em về đây. Tí này em mang đi trồng hết. Đây, xích ngọc hoa trắng tinh này. 500 một chậu như này. Có khoảng 5 thân. Xích ngọc trắng này đẻ rất khỏe, đẻ khủng khiếp luôn các bạn. Các bác nếu mà lấy thân lẻ thì em bán là 150 một thân. Em có thể phục vụ cả các bác lẻ và các bác lấy cả chậu. Đây, cả chậu nó đây. Các bác về cầm luôn cái bọc này về trồng. Ở trong nó có gì đâu, trong nó toàn là cái cùi dừa. Xích ngọc trắng này thì người ta tách bằng thân. Chỉ cần trong nhà có một bụi xích ngọc trắng đâu, nếu tách thân ra thì tầm vài năm sau thì nó có một thành vườn xích ngọc trắng luôn. Đấy, vật tư còn có những em còn có đây, lưới trắng này. Lưới trắng này để nhồi, các bác có thể nhồi phân trì hoặc nhồi phân dê. Khi mà các bác ghép nan lên trên những cái gỗ lũa ấy, hoặc là những cái trụ dớn như này này thì việc bón phân nó khá là khó. Việc giữ lại phân nó khó hơn thì các bác sẽ sử dụng cái lưới này, các bác nhồi phân nó, các bác lẹp vào như này, lẹp theo hàng ngang này của cây thì nó sẽ giữ được. Cái trụ này thì nó phù hợp với ghép lan thân thòng, em bán là 15.000 một cây. Còn bảng dớn là 15-60 này, em bán là 20.000. Cái này nếu các bác ghép số lượng lan nhiều thì ghép vào bảng này, hoặc nếu mà các bác có thể cắt làm đôi để ghép ít hơn được. Đĩa dớn nhỏ này thì 12.000. Còn bảng dớn nhỏ hơn là 15-40. 15-40 là bán 15.000. Các loại vật tư như là vỏ thông số 1 10.000, số 2-3-4 12.000. Đá bọt thì loại to hết rồi, có mỗi loại nhỏ dài mặt đấy. Có mỗi loại nhỏ đấy ki mới trồng thôi. Các loại phân thuốc cũng có tương đối nhiều. Và các loại chậu thì đủ hết. Có B1 thái để cung cấp chất dinh dưỡng qua lá này cho cây này. Cái này 30.000 một lọ.
có cả những cái thuốc khử trùng giá thể này, Atolic kích thích tăng trưởng này, Super Thai này, và chống nấm thối này, diệt ruồi bọ các thứ này. Hoa lan thì hôm nay em vẫn có cẩm báo. Cẩm báo này thì cứ chọn cây đẹp gửi cho các bác, còn cây nhỏ xấu thì em trồng hết. Cẩm báo này dễ trồng. Cẩm báo 180 một cân. Còn đùi gà thì là 150 một cân. Các loại đồ ngâm rượu em gồm có quả sim khô này, 150 này. Chuối hột rừng. Chuối hột rừng là 100 một cân này. Đây chuối hột rừng. Mật ong khoái này, mật ong khoái 350 ml này. Đây còn có lựu tam thất này, hà thủ ô các thứ. Nấm ngọc cẩu là 200. Đây là những bao chuối rừng với những bao ngọc cẩu khô này. Em sẽ đóng vào những cái túi này, nó đẹp lắm, nó sạch sẽ, rất là đảm bảo vệ sinh. Hoa lan hôm nay ở ngoài em vẫn nhiều lắm. Có địa lan Mạc Xuân đang lụ này, 80.000 một cân này. Mạc Xuân số lượng em rất là nhiều, cây lụ đang. Còn đây là trồn trắng. Trồn trắng thì vẫn là thanh lý là 100 một chậu. Trồn trắng treo kia nhiều lắm. Còn đây là cây kiếm số 3 của Thái. Em bán 300 một chậu. Cái hồi mới nhập về trồng bé, bây giờ lớn rồi. Trồng kiếm thì chỉ mất tầm 2,5 năm là ra hoa thôi. Đây kiếm số 3. Đây kiếm số 1, kiếm 1 rồi. Kiếm số 1 đây là những cái kiếm mà nó mùa nó bị thối nhũn ấy thì nó lại đây. Cái này thối thì nó đẻ nuôi hai con này ngon luôn các bác. Nó thành 3 thân luôn. Đấy là sức sống của kiếm, nó gần như là không có gì diệt được nó. Denzo Mini thì 2.000 một khóm như này. Một khóm như này có 2.000 thôi. Đây. Còn Denzo màu là 50.000 một cây. Vô lữ này, nhìn vậy hoa bền thế. Mãi chả thấy tàn này. 70.000 một chậu vô lữ. Còn cái Di Linh Xuân này thì em vẫn bán 200 một chậu. Địa lan Hoàng Kim Bảo thì vẫn là 200 một chậu. Địa lan Trần Mộng Xuân. Trần Mộng Xuân này vòi lụ tu tủa luôn. Trần Mộng Xuân cũng 100 một cân. Đây Mạc Xuân này. Số lượng Mạc Xuân rất là nhiều. Các bác lấy từ 10 cân Mạc Xuân là sẽ tính là 60.000. Đây bên này nhỉ? Một số cây Denzo thì nó đang chăm sóc này. Nó lớn lên tí nữa là nó lại có hoa tiếp. Còn Denzo Xuân. Denzo Xuân này một năm nó chỉ ra hoa một lần thôi. Denzo Xuân này là hoa ra đúng Tết âm lịch luôn. Denzo Xuân em bán là 160 một chậu, hai thân. Đây. 160.000 một chậu như này. Đây là Denzo Xuân. Còn trầm rồng đỏ đây, 200 một chậu. Đấy các bác thấy trầm rồng đỏ tầm này mập không? Mùa đông thì hầu như là bất kể cái loại thân thòng nào nó cũng đều tích trữ chất dinh dưỡng vào trên cái đỉnh cây này. Cho nhìn cây nào nó cũng thấy lù mới mọc. Sau khi tích lũy dinh dưỡng xong thì nó sẽ nghỉ. Bên này em đang tháo hết những cái cây con gieo hạt mang về trong về cái khu vườn chính của em. Nhà em còn có một cái khu vườn chính thì số lượng lan gấp khoảng 5 lần như này. Khu vườn chính đấy thì em chuyên trồng. Những cây xấu nhất em mang về trồng. Những cây đẹp thì để lại. Cây đẹp thì mang ra đây bán. Đây những cây này nó cũng xấu lắm rồi. Bán đi thì khó, thanh lý thì chả biết thanh lý của gì. Còn địa lan Thanh Ngọc thì 80.000 một thân. Đây. Ví dụ như chậu này 6 thân này. 8648 này. Thanh Ngọc đều có lụ hết rồi. Bên này là phi điệp tím đài. Phi điệp tím đài trồng một thời gian nó cũng bắt đầu nghỉ đông rồi. 100 một chậu thôi. Mấy cái dòng phi diệp tím của đài dễ trồng. Bên ngoài này thì có Mạc Xuân với cả kiếm lô hội em trồng nhiều lắm. Cái Mạc Xuân này nó tốn diện tích, tốn đất. Kiếm lô hội em bán là 50.000 một cân. Đây có toàn bụi 2 cân, 3 cân đây. Cây rụng lá chán rồi. Bây giờ nó không rụng lá nữa, bây giờ nó chỉ phát triển thôi. Thường thì cây khi mà các bác nhập về bao giờ nó cũng mất thời gian rụng lá, mất 2-3 tháng. Nó rất là chán đời. Để sau lắm đẹp rồi. Đây trầm rồng đỏ đây một rừng luôn. Đây Denzo Xuân em cũng nhiều lắm. Hôm nay thử ra vườn xem có cây nào hé chưa. Chưa thấy cây nào hé nhưng mà
Nhìn thấy nụ là thấy ưng lắm rồi. Thấy con này. Nhìn nó chấm chím nhìn buồn cười lắm. Đấy. Cả vườn chỗ này mà bung đồng loạt thì nhìn sợ lắm. Năm cánh trắng họng hồng nếu bán là 150 một cây. Bên ngoài này thì kiếm tiên vũ này. Tiên vũ này cũng hồi, bác nào mua 100 một cân. 100 một cân kiếm tiên vũ nhá. Đấy, nó bắt đầu hồi và ra rễ mới rồi, nó mới xanh như thế này. Đấy, kiếm tiên vũ rừng. Đấy, bên này còn ít trầm rồng đỏ và các cái dòng phi liệt tím hàng Lào. Đây, thành một chậu là 100 một chậu đấy. Tầm này em đang cắt nước. Cắt nước thì nó sẽ ra được nhiều bông hoa hơn đến khi mùa hoa ấy. Còn nếu mà không cắt nước thì nó sẽ đẻ ra ki nhiều hơn. Các bác muốn nhân giống thì các bác tưới nhiều nước và tưới nước quanh năm chứ không bao giờ cắt nước. Thì nó sẽ ra ít hoa hơn. Nhưng mà cây nó khỏe hơn. Thậm chí nó còn đẻ lối. Đẻ lối nghĩa là khi mà trời đang vào ngày đông mà cây thì cây đang nghỉ ngơi thế này, nhưng mà các bác tưới nhiều nước thì tự nhiên có những hôm ấm ấy thì cây nó lại tưởng là mùa xuân. Thế nó lại bật mầm ra, thế nó phát triển. Thế là hoa lan nó vậy. Rồi em cảm ơn các bác.